Hoa Thép Việt xin chào các bạn. Vậy là sau quá trình thi công thì hôm nay công trình mình đã xong. Mình quay lại cho các bạn xem. Đây là một bộ cổng bảo vệ cái cửa. Bên trong có một cửa cuốn các bạn ạ. Cửa này mình thiết kế cửa hai cánh mở quay. Đây thì anh chủ có một cái mặt nhà rất là biệt thự rất to và hai mặt tiền. Đó, anh sử dụng hai cổng nhôm, bên này một cổng nhôm, bên kia cổng nhôm, và cái cổng này anh có làm hoa văn bên mình để cổng này ra vào thường xuyên. Đó, bên trong có một cửa cuốn, nhưng cửa cuốn nó anh bảo không an toàn nên anh có gắn thêm một cái cổng bảo vệ hoa văn bên ngoài các bạn ha. Giới thiệu qua bên trên là có một cái phích cố định các bạn ha. Đấy, bên dưới là cửa hai cánh và tổng cái chiều ngang của bộ này là 3m 67 phân, còn cao từ cái dưới chân lên đến cái đỉnh kia là 3m rưỡi các bạn. Bên trên có cái phích cố định bo tròn hai góc các bạn ha. Rồi tiếp tục thì mình sẽ làm một bộ phích, và bên trên mình có ngay cái đấy mình có gắn cái bản lề vào cái phích đấy luôn, mình cố định cái phích trên lại và có hai cánh mở quay. Bên dưới thì mình sử dụng cái bản lề bạc đạn côn các bạn ha. Bạn nào có nhu cầu liên hệ mua bạc đạn côn liên hệ mình luôn, bạc đạn côn bi đũa các bạn ha. Đấy, và cái màu sơn này là sơn mình pha giữa sơn đồng và sơn đỏ ra màu hơi cam cam đấy các bạn. Đây có cái chống chống mở các bạn. Cổng thiết kế theo kiểu hai bên cái cổng cánh chị một cái cánh thì mình chia thành hai cái đố để tạo thành một cái đố nhỏ bên ngoài này các bạn, vừa tạo cái độ cứng cho cổng vừa tạo cái mảng hoa văn bên ngoài để nó khỏi rối vào cái phần bên trong. Phần ở giữa thì mình có thiết kế một cái kiểu vòng tròn và hoa văn tọa như cánh sen các bạn ha. Đấy, trên anh chủ chơi trồng lan các bạn. Đấy, căn này cũng là của anh ấy luôn các bạn ha. Đây là toàn bộ đây là của anh ấy luôn ạ. Bên này có cổng nhôm đúc, bên này là cổng hoa văn. Mình trở vào trong quay cho các bạn xem. Cái cổng này mình sử dụng cái khóa tự động các bạn ạ. Đây, mình sẽ gài cái chốt này đúng các bạn ha. Đây. Còn đây mình sử dụng cái cổng khóa tự động luôn các bạn. Đây, gài luôn các bạn ha. Cổng này, khóa này rất là to các bạn ha. Cái này là bằng cái độ dày 5 ly 6 ly các bạn ạ. Quả này 6 ly các bạn. Móc vào đây là ok các bạn ha. Đây là trong nhà nhìn ra các bạn. Trên này có một cái cửa cuốn các bạn. Đây cửa cuốn, lúc ở trên cửa cuốn ha. Đây. Trên mình có làm các cái, mình quay cho các bạn phương án thi công. Trên mình có làm các cái bát chữ L. Mình khoan đóng tắc kê vào bắn lên cái nền bê tông và mình hàn vào cái phích ha, cố định. Tay nắm này mình làm bằng cái sắt uốn luôn các bạn ha. Đấy, cũng rất là đẹp. Đây là trong nhìn ra các bạn. Có tự động các bạn, con mở cái này ra cái. Đóng lại, chỉ cần đẩy nhẹ là vào luôn các bạn ha. Lại cổng được gài đấy các bạn. Còn đây là anh chủ nhà, bắt anh Hiệu ạ. Chào em. Cảm ơn anh nhé.
Cảm ơn em nha. Anh có đánh giá gì với cổng Hoa Văn bên Hoa Thái Việt thi công anh? Cổng này thì làm chuẩn đẹp, ok. Hoa văn thì sáng tạo đẹp. Dạ. Thì cầu chúc cho em công ty được phát triển, làm ăn thuận lợi. Anh có khách hàng nào anh sẽ giới thiệu cho Hoa Thái Việt. Dạ. Số 1. Cảm ơn anh. Biệt thự của anh này các bạn ha. Hai cổng nhôm đúc các bạn, rất là rộng. Tọa lạc tại ở đây là đâu anh Hiệp ạ? Anh Hiệp. Ở đây là ở đâu ha? Hả? Cửu Long. Cửu Long Cửu Long Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Cái này giống như khu tái định cư phải không anh? Bửu Long hả? Khu dân cư. Khu dân cư. Đấy, biệt thự chào bá luôn các bạn. Đây một cổng nhôm đúc đằng kia mặt tiền, một cổng nhôm đúc là hai mặt tiền. Hai cổng nhôm đúc. Trên là những cái hoa văn anh ấy tự làm luôn. Anh rất yêu nghệ thuật các bạn ha. Đấy, trồng lan. Tất cả đều là hoa văn hết. Người có tiền biết cách chơi các bạn ha. Rất là đẹp. Rồi, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bạn nào có nhu cầu làm cửa cổng hoa văn thì liên hệ với Hoa Thép Việt theo số điện thoại ở trên màn hình. Ôi, chào các bạn.